Anh em mình xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Các bạn nha. Hôm nay mấy anh em đi bắt chuột bạn ơi. Hôm nay có miếng lúa này mới cắt các bạn. Mấy anh em lâu quá cũng thèm chuột đồng. Thì ra đây mấy anh em đây đào hang bắt chuột bạn ơi. Hôm nay có thằng em con người chú về chơi nha các bạn. Xin chào. Đi đây đi trải nghiệm chung với mấy anh em luôn bạn ơi. Nãy giờ phát hiện được hang đầu tiên, anh hai đang đào. Hay cũng im lắm ạ. Im lắm mà cái hang cũng láng lắm nè. Hôm nay cũng tiếp tục có mấy anh em thôi nha các bạn. Sư phụ bận chuyện nữa các bạn ơi, chưa vô được. Đừng dí dí bên kia kìa, đừng cho nó chạy qua được. Chừng chạy ra bắt ngựa anh hai. Cùng hả? Rồi một bên đây cùng, còn bên đây. Hàng láng lắm nha. Coi động kia. Hình như cũng mấy tháng anh ơi. Mấy tháng anh em mình không có đi đào chuột bắt hang gì. Mấy tháng rồi. Này mình đào xong rồi sẵn có chuột đây, có gơm đây các bạn. Có gơm khô khô mình nướng luôn nha các bạn ơi. Làm xương xương, làm xương xương tại ruộng luôn. Ủa có hàng gì nữa láng. Cái này mà xung quanh mà nó cắt hết còn miếng hay miếng á, dí cù chuột nhiều lắm. Lúa này cũng sắp cắt nữa này, lúa này 2-3 ngày nữa cắt chín hết trơn. Chuột nữa, cái gọng này, lượm lúa bự này. Chuột chạy đứng chỗ này gì trời. Ủa nó chưa ra được kìa. Ủa đâu đây có hang gì ta. Nhắc nhỏ nó cũng ra nữa. Hang dưới ruộng hay gì á. Ủa nó chưa ra được, nó chưa ra được. Đâu rồi. Cái gọng nó chưa ra được hả? Hả? Chưa ra được. Cái đó đây con nè. Chụp mẹ cũng bị ra. Ồ, cái gọng nó ra được thôi. Này cũng lứa quá. Nhỏ quá mà. Con mẹ hả? Này chắc bỏ túi luôn á. Này lỗ này nó chui ra được hết à. Lưới này về chắc coi bỏ. Coi cái đường ấy kìa, đường nứt trên ấy kìa, nghe đi. Bỏ vô lòng đi khi cạn. Nhỏ quá bỏ lòng lọt. Tới đuôi hả? Tới. Đây tung tung bên đây là lụm luôn nha. Đó, chiều đó. Tới chừng mình. Cái đuôi. Lúc chưa đặng, lúc vừa đặng. Lúc nữa tới chừng hành á. Bằng chừng. Này bốn anh em mình kiếm có khoảng 5 con là phê. Lúc cái đâu nữa trời. Cái hoài luôn hả? Vô đây. Vô buồn. Nó cái đâu ghê. Đâu bên đây nè, nó kia đâu bên đây nè. Này có cái móc gì trên kìa. Đi nữa. Dẫn chú hoài ta. Mấy lỗ đầu tiên. Mấy lú đuôi sao bư lẹo à. Nằm đâu. Kêu nó ột hoài luôn á. Đó. Tung rồi. Ha.
không chịu chạy. Nằm dưới này, anh hai nằm dưới này. Thôi còn con nào anh hai? Ê, một bầy luôn. Chết luôn hả? Dễ. Xíu á. Xíu. Hai con. Rồi, hết rồi. Đắt lẹ. Ô, nó tung mới chạy ra được mua. Có con lớn rồi, trời ơi. Con lớn lị mày. Này mình đào xong mình đắp lại nha các bạn. Nên là chủ ruộng người ta không có la. Mình đào mình không đắp lại chủ ruộng nên họ la chứ. Mình đào hết cái đường bờ này cái lại nè. Nãy mấy anh em đi là có đem rượu với muối ớt sẵn luôn nha các bạn. Đem ra đây là mình nướng luôn. Bắt mà, mở hàng nướng được luôn. Em là cũng thấy em đấy ha. Mở hàng em đầu tiên quá đã luôn. Ít trời. Bự. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục đấy. Chào các bạn nha. Hôm nay nói lên một cá tiếp tục. Sớm giờ, đào chuột không có các bạn ơi. Đi đào cá lại, đào cá luôn. Cá luôn. Ê, ê, ê. Cái gì nữa không? Lụm, lụm, lụm. Lụm gì? Lụm. Lụm. Lụm con gì? Kéo ra nè. Trời ơi, con cá đầu kiến chào bạn. Im các bạn ơi. Rồi đầu trường không có mà giờ chiếc vô chiếc máy bay quá khủng. Một em nè. Chắc máy bay không có thông. Máy bay rồi. Máy bay nữa nè. Sớm rồi đi đào chuột cực đó các bạn ơi. Đi đào mấy hang luôn, cả chục hang luôn mà có một con chuột. Quá máy bay rồi. Trời vừa nắng nóng quá. Có mấy bài đó, phải bài về lục xã. Em à, bây giờ làm cái gì là bắt cái đó luôn á. Nước bên đây nước ương cái gì? Ương nước không? Đây là nước ương các bạn ơi. Mấy bài không à Thông ơi, mày mở hàng chi vậy không? Hả? Cái bài nữa nè. Nữa hả? Để mở hàng chi đâu. Mở hàng chi cái lúc cái chơi mở hàng máy bay. Máy mở hàng máy bay rồi lắm à. Máy bay này nướng cũng ngon lắm nha anh em. Được không? Không được đây. Bay tới đó ăn lên rồi. Rồi đang chiếc cái bài cho bá nè anh ơi. Chiếc bài mình đi luôn. Cỡ con nãy à. Anh hai ơi. Đặng hả? Chứ có bay quá khủng luôn bạn. Bữa nay vô kèo rồi. Bữa nay là máy bay lục xả luôn. Thôi ơi, đây chiếc nè. Cái chơi. Cái bay bự không à. Cái chơi hả? Cái chơi anh hai cái chơi à. Vô rồi bữa nay. Là bay chứ có bay cho bá đó. Ôi, đi đâu? Đi rồi. Ủa là ta. Đi hả? Hả? Rồi, uống gì? Cá nó bự luôn. Thấy cá bự luôn nha. Ngán lặng mà hấp hơi chịu rồi. Quá uống cá chè. Chiếc cái bài này là đang hơi nhỏ. Nó hơi bé. Cái chiếc à? Rồi luôn. Ôi. Dán mẹ lại. Được. Một con cá sặc nữa. Vừa dính con gì là bắt con đó luôn. Ổn quá, ổn rồi Thông ơi. Em nãy giờ làm ba chiếc cái bài bự rồi đó nghe anh hai. Nhìn cái chè ổn, cái ổn rồi. Chua cái rồ. Cái chút nữa là dính rồi. Chùi vô ống tay luôn. Thank you.
đặt nhỏ không ta? Thác mạnh mạnh nó mới vô thôi ơi. Ừ. Cá còn nằm ngoài á. Nước lông là nó ở ngoài không à. Quá trời nó lật thẳng. Trời ơi. Gì vậy? Tay gì đâu mà. Chạy nữa hả? Ừ. Gì để chạy ngoài ta? Tay gì đâu. Nằm lên hang nhỏ đó bắt không được. Tạo cây được. Con nặng không? Ba con nữa. Ba con luôn hả? Vậy là vô luôn. Cắm lại. Ba con nữa. Nãy giờ không có vô hang được ba con rồi. Ba con luôn. Nãy có con gô chạy ra.
vô hàng nhất xíu rồi. Chị nha, không chờ đợi dữ chút nữa. Ngon không? Lu mỗi cái đuôi ra ha. Ừ. Lu cái đuôi mà. Không chịu ra. Đồ vô hoài mà nó không chịu ăn không? Rồi, hết. Ba em. Rồi, được mở hàng được 3 em cá chê hả? 3 em cá chê. Được 3 hàng như thế này được rồi. Cá chê này hơi nhỏ ha. Cá chê mà. Cá chê thì nó được. Hết hả? Ừ. Chạy ra hết. Hả? Ừ. Lắng luôn. Hai con luôn. Cá lục tiếng về lục xả. Nướng cũng được. Ừ. Chỗ này dữ như đây đâu kia chạy đâu cho thoát. Trời ơi, nãy giờ mò nguyên một đoạn đường khá là dài luôn bạn ơi, mà toàn là cá gô với cá lau kiến không à, có mấy con cá chê à, có 4-5 cá chê à, không có chê không con, mò chỗ ở đầu kinh luôn à, mà toàn lau kiến không à, tưởng này cách về luộc xả luôn, về luộc xả thôi.
Ê. Cái bao gì đây? Ôi, ra tới ngoài luôn các bạn ơi. Về thôi. Về thôi. Lạnh nè. Về kiếm đồ sưởi ấm lại mới được. Trời ơi, Lâu Kiến. Bữa nay tới Lâu Kiến luôn. Thành quả mình được bao nhiêu đấy các bạn? Đây nè, thuận với vợ nè. Quá. Mồi dính có linh luôn ha này. Mồi dính luôn. Mình được nhiêu đây các bạn? Thôi anh em mình về các bạn ơi. Mình về tới nhà mình sẽ quay tiếp các bạn xem nha. Quá. Thôi. Mấy anh em về tới nhà các bạn ơi. Ôi giời ơi, đổ ra một cây. Lầu Kiến không. Thành quả mấy anh em được nhiêu đó các bạn. Một buổi đi bắt chuột rồi mò cá luôn. Bắt chuột được con đó các bạn ơi. Đây. Đi bắt chuột không có mấy anh em mò cá luôn. Thành quả cũng khá khá nha các bạn. Mà Lâu Kiến không ạ. Không có cá chê cái gùa chứ. Được có mấy cái chê các bạn ơi. Này chắc mình lựa cá Lâu Kiến ra hồi mình hấp xả các bạn. Hồi hầm xả luôn hả này. Lựa cá bự hầm xả các bạn ơi. Quá trời Lâu Kiến này. Còn cá nhỏ nhỏ cho em. Anh đem về thả hầm nên không rồi. Còn cá nhỏ nhỏ này chắc về thả hầm luôn chứ. Nó bé quá ăn không đủ ăn nè. Để mình lựa coi còn được nhiều cái chê nha các bạn. Quá wow, nồi Lâu Kiến không nửa xô, hơn nửa xô nữa. Được mấy con cua nè. Rồi, mình được nhiêu cá đây các bạn ơi. Tỷ số là 5 con cá chê. Với mớ cá rô các bạn. Rô cũng bự bự không các bạn ơi. Có mấy con bự à. Được nhiêu Lâu Kiến đó các bạn. Cái này hồi nữa mình rửa sạch, mình màng mình luộc xả nha các bạn. Quá im luôn. Đi mò cá chê mà dính mấy bài còn. Đi bắt chuột không thành công rồi. Bắt qua mò cá luôn. Rồi xong rồi các bạn ơi. Xong. Một cái nồi cá Lâu Kiến. Wow. Xì khói. Một nồi cá Lâu Kiến luôn nha, hầm xả luôn nha các bạn. Hầm có củ cải nữa các bạn ơi, hầm xả mà bỏ củ cải trắng vô nữa. Quá thơm luôn anh Hai. Thơm. Ngon không? Ngon quá. Chưa ăn nó biết ngon à. Thành, không á, mình thử thôi, mình thử cái mùi thôi là mình đoán được cái món ngon nó sẽ ngon. Đây là thành quả của ba anh em đi mò cá nha các bạn. Sớm có thằng em đi theo nữa mà đi công chuyện ở đâu rồi bạn ơi, mấy bạn ơi. Giờ không biết ở đâu mà đi tìm nữa. Bây giờ chỉ còn có ba anh em mình thôi. Đây, là mình vô cái. Đây, vô. Rồi xin mời các bạn luôn các bạn ơi. Mời các bạn luôn các bạn ơi. Vô cái. Mình thành quả của mấy anh em. Đừng lạnh. Mời vậy hay lạnh ha. Vô cái ấm nhờ. Chục cơm cũng xin mời cô chú anh chị các bạn ý dùng cái chục cơm ly nha. Chục cơm cũng xin phép được dựng máy trong nhà xuống ngồi chung với mấy anh em cho nó vui. Để hai anh em ngồi buồn. Để buồn lắm đấy. Buồn lắm. Đây, theo quả luôn đi. Theo quả nha. Này hấp ít nước hả này? Ít nước. Rồi, giờ đây xin mời các bạn một miếng củ cải trắng trước nha. Rồi ăn cá sau. Củ cải trước ha. Ăn củ cải mà cũng ưa thế này. Thử miếng củ cải. Thôi, thông thủng xin mời tất cả các cô chú anh chị và các bạn dùng với thông miếng củ cải trắng trước nha. Thử rồi cá mình thử sau. Mời các bạn nha. Cảm thấy sao? Thơm. Dạ. Yeah. Thơm xả. Như là chắc mai mốt làm gì cái này. Chắc làm được quá. Không được đâu, mò cá lóc chê kiếm cá chê được. Chuột dựng máy đi chuột ơi. Mình lên ba anh em làm chung cho vui. Vui rồi. Chuột cơm là chuẩn bị lên nha anh hai. Lên hạt nó đi rồi. Chuột cơm chuẩn bị lên nè. Quá mũi à. Bữa nay sao mũi dữ vậy? Mũi nhiều thiệt. Chuột cơm muốn hết luôn đó hả? Hay ta. Chuột cơm cái này mạnh đô rồi. Cái này chuột cơm lên đô á.
Từ từ là hai anh em mình chụp cơm sẽ hạ lặt giọng như chơi anh hai. Chín chưa anh Đen? 29 chưa vậy ăn thử đi. Rồi hỏi chín chưa tao không biết sao trả lời cái gì. Gấp nguyên con xuống đi. Trời ơi, gãy ngang luôn. Hấp cá chín mà khô luôn các bạn ơi. Quá đã. Cái này là gọi là món gì, hấp hay là hầm anh Đen? Hấp. Còn hầm xả là hầm nước nhiều này mình hấp chục cơm ấy. Cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn dùng cái chục cơm miếng cá lóc kiến hấp xả nha, do đầu bếp anh Đen làm nha. Rồi vô đầu bếp chế Đen. Chế Đen làm rồi. Bếp chế Đen muốn kêu sao kêu đi. Giờ Thông cũng xin mời tất cả các cô chú anh chị và các bạn dùng dĩ Thông miếng cá lô kiến hấp xả nha. Thành quả của mấy anh em các bạn ơi, làm miếng thành quả. Nãy ăn củ cải rồi, giờ mình tới mình ăn cá nha các bạn. Hấp này bộ im ăn, im ăn luộc à, luộc cái nước á. Im không? Im. Im là mai mốt là mò cá chê lại nha. Nó im chứ mai mốt là dính cá chê chứ mày. Bữa nay mò tặng lông kiến rồi. Rồi vô một cái nha. Mới vô khai quả toàn là cá lóc kiến không bạn ơi. Rồi xin mời các bạn, mời các bạn luôn nha. Mới vô mở hàng cái là lóc kiến à. Quá trời cá lóc kiến bữa nay. Không mà được cái bữa nay cá bự không à, cá nhỏ không có ăn luôn á. Ừ. Cá nhỏ dục quá chứ. Thì đó, cá nhỏ luôn không có ăn luôn đó. Được sao mà bữa nay cá lóc kiến bự bự không? Ừ. Mới mở hàng vô cá lô kiến là tính đâu anh hai mở hàng cá chê gì cái thấy được ai ngờ mở hàng lô kiến luôn. Làm hai anh em nguyên ngày nay. Anh mở hàng với ai mở hàng? Thì à, anh mở hàng rồi tới anh hai lô kiến nữa, và anh là cá chê đi là ngày nay cá chê nhiều rồi. Giờ muốn mưa hay gì mũi quá mũi. Ừ. Quá trời mũi con nào mấy bành bành không? Mấy gà đâu có. Đi mò cá chê mà dính toàn lau kiến không bạn ơi. Vậy mà về hầm xả ngon quá. Không ăn ngon thiệt anh hai ơi. Không ngon giờ cũng đâu còn cái món nào khác nữa đâu. Wow. Im không? Im. Quá đã luôn. Khô nước. Ừ, khô dính ngon. Ừ. Chứ khô nước. Nó còn ở phục nữa. Nó khô chút không. Hấp này cá nó thơm sao vậy? Đã chưa? Cá em hầm xả ăn nó đâu có luộc xả giờ ăn đâu ngon đâu. Hấp gì nhỉ cũng ngon. Dưới thằng phải có tiêu á, để tiêu vô. Mà sớm á bạn. Sớm mấy anh em tính đi ra ruộng đào chuột. Cái máy cắt nó cắt miếng ruộng đó các bạn. Nên sách mấy anh em sách len ra rồi lớp nè rượu nè. Rượu rồi đem muối ớt sẵn đó. Mấy anh em tính trước hết trơn rồi. Tính đi ra ngoài ruộng là đào chuột rồi bắt chuột nướng gom tại chỗ luôn các bạn. Nhậu ngoài ruộng luôn. Mà không ngờ tính trước bước hôm qua. Nên mấy anh em không có chuột rồi mấy anh em xuống kinh mò cá luôn các bạn ơi. Kiếm cá chê về nướng ăn mà dính tàn là máy bay không à. Lâu kiến không. Quá mũi. Nhưng mà còn ngon bạn ơi. Mò chút vậy mà cũng được thành quả quá ok. Đem lên bờ nướng cũng được, ngon. Bữa nay dính cá chê hay nhỏ bạn ơi? Có 5 con nhỏ xíu. Dính có 5 con là nhỏ nhỏ không à. Viên mới cá rô gì đó. Bữa nay mũi quá trời mũi. Mũi. Hả? Vô cái này. Khai quả cái này. Vô. Vô. Mình xin mời các bạn. Xin mời các bạn các bạn ơi. Bữa nay mình làm cho xuông xuông 4-5 ly nha. Mời các bạn ơi, miếng cái đầu kiến các bạn ơi. Sớm mới vô mò dính con cá đầu kiến. Chà bá nó rồi, bữa nay xong rồi. Anh ngờ là anh hai đưa lên cái nữa rồi mắc niềm tin luôn. Cá chê đâu không thấy. Bữa nay sao cá đầu kiến trời. Còn bữa nay nước ương ương ha. Ương nước không được rồng sát.
cá mình đi đụng giò luôn các bạn, nhưng mà nó không có vô hang, mình quậy đùng đùng vậy mà nó không chịu vô, toàn là cá lô kiến vô không à. Buồn ghê. Ôi, ôi nguyên một cục thịt luôn anh hai ơi. Ngon không? Rồi gấp rớt luôn. Quá luộc rồi. Chín rồi, chín quá chín. Tắt bớt đi. Cá lô kiến ngon dữ. Rồi, vô một cái nha. Cá lô kiến này mà bự là nó dai như thịt gà. Vô cái này cho nó sơm. Vô. Rồi, vô. Xin mời các bạn luôn các bạn ơi. Mời các bạn luôn các bạn ơi. Mình cũng xin mời tất cả các cô chú anh chị và các bạn ly này nữa, mình xin gác máy nha các bạn. Video mấy anh em đi làm cũng hơi dài đó các bạn, nên mấy anh em cũng làm tới đây thôi, xin kết thúc video tại đây thôi. Mời xin mời tất cả các cô chú anh chị và các bạn nha. Rồi, chào, xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn nha. Hẹn tất cả các cô chú anh chị và các bạn lại video tiếp theo nha. Bữa nay phê. Bữa nay phê. Bữa nay chơi 4 ly luôn á chục. Chục cơm gần hết ly nữa anh hai ơi. Quá dữ. Bữa nay chục cơm lên đô các bạn ơi.